Hôm nay Nguyên xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một ca khúc mới được mang tên Cơm Cha Nghĩa Mẹ Cao Vời, thể điệu liên khúc lý, lý son sắc, đoạn khúc làm giang phi dân điệp khúc. Đây là một sáng tác của tác giả Ngọc Phúc. Tâm tình này con gửi
Yeah.